Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2023, mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, xe chạy với tốc độ cao làm nước bắn tung tóe. Mưa như trút nước khiến đường Trường Sơn thuộc quận Tân Bình, đoạn gần sân bay Tân Sơn Nhất như biến thành sông chỉ sau 15 phút. Nhiều đoạn nước ngập hơn nửa bánh xe. Nước tràn lên vỉa hè khiến nhiều người phải dừng lại trú mưa. Đường Nguyễn Khái Sơn thuộc quận Gò Vấp, đoạn trước bệnh viện Quân y 175 cũng bị ngập cục bộ, xe cộ di chuyển khó khăn sau khi vừa xuống cầu vượt. Mưa, ngập và kẹt xe trong giờ tan tầm ở thành phố Hồ Chí Minh khiến đường về nhà của người dân vốn đã xa lại càng xa và vất vả hơn. Đáng chú ý, cơn mưa xối xả trong lúc các thí sinh vừa kết thúc thời gian làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 cũng gây khó khăn cho nhiều phụ huynh khi phải dầm mưa đứng chờ con trước các điểm thi. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vài giờ tới, mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông xét cho nhiều quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, vùng mưa có thể mở rộng ra khu vực phía Nam và các tỉnh lân cận.